Thưa quý vị, sắp tới sẽ có một cái MV là Trả Nợ Trước Tết của Lê Dương Bảo Lâm. Không có nhà tài trợ gì hết trơn hết trời. Với sự góp mặt của Ngô Kiến Huy, Hiếu Thứ Hai, Kiều Minh Tuấn, Rick Phan. Là những người đã gật đầu đồng ý rồi. Ủa? Không, chưa đồng ý nữa hả? Chưa đồng ý. Hồi nãy là hứa lèo thôi hả? Hứa lèo thôi. Thôi kỳ cục kỳ cục. Tôi không biết bây giờ truyền thông đã vô rồi. Cũng tôi đã làm đã trợ tôi rồi. Đúng, ok rồi. Tôi đã bảo ok và tôi sẽ làm lớn chuyện này. Còn anh già ngày nay tôi không gặp nên tôi không mời được. Anh tham gia, anh lớn tuổi mà. Đó thì mọi người nhớ ủng hộ em đi Tết của Lâm nha mọi người nha. Say.